Mấy thì mình làm vệ sinh sân trước bạn này. Đây này. Chung ở đây không thiếu thứ gì. Thắng, Simono. Lăn ngắt đầu điện nữa vậy. Giờ đang để chẳng. Thì mở nhau của Simono. Thì hôm nay thì mình xin quay clip này với mục đích là hỗ trợ anh em những lúc mà anh em tháo máy ra máy vô không biết cái gì. Nên anh em hãy chịu cực nha. Với thêm một cái nữa thì mình có thể là mình sẽ hỗ trợ anh em những anh em mà không biết làm chỉ vệ sinh thôi nha, còn vấn đề sửa này kia thì mình không nhắm nước, tại vì nói chung là cũng có đủ đồ để làm, mình nghĩ là đủ theo quan điểm của mình thôi nha. Ép mở càng dạ dữ hả? Đây gọi là cái nhà lá vườn nè. Thằng thương siết chắc quá. Ai, tôi đường giờ siết lại mới ngọc. Không cần siết chắc gì đâu. Chắc đành đằng chắc là tốt, không cần siết như vậy. Dạ. Cái máy này là mình mới đi con nước mặn hôm qua là nha anh em thấy nước đóng không, còn cái này là mở này, đây là nước này, nước mặn ở bên trong cho nên đi con nước mặn rất là nguy hiểm. Nếu mà anh em không vệ sinh làm liền á, để lo là muốn nó đóng này xong nó chạy qua đây mấy cái ten mặt nạ này kia đi hết. Đẩy qua anh. Đẩy qua. Thường đắt quá. Mình nhăn là thế này. Dơ quá. Dạ. Lúc mà mình đặt ốc mình phải đè cái đó đúng không? Ừ, để bung mất này nè. Cái này là so nó bung lên. Ừ. Phải đè xuống rồi hay giữ lại. Cho nó bung ra thôi. Đây là nước hay mỡ? Nước và mỡ của mỡ dưới nước trên. Tính nào là máy mà em rửa kỹ lắm mà cũng nước lấy dữ ta. Tại em câu xong là em rửa em vũ khô xong rồi về em rửa lại một lần nữa. Nước theo dây. Xong là em vũ xong là em tháo cái con lịch với lại cái xô nam về qua bên. Nước theo dây. Ở đây là mình hỗ trợ cho anh em hết mình luôn, quay không thiếu một cái gì. Em đặt đúng không? Ừ. Mình cứ lấy cặp đèn thôi đúng không? Ừ, rồi ok luôn nha. Cảm ơn, đây những cái gì mình cần mình đã gỡ hết rồi. Mở đi à? Ừ. Để coi mở lại. Cả nhà. Cái phần con ốc này là ốc nguyên nhựa thì mình càng hạn chế con này không? Ừ, càng hạn chế gỡ càng tốt, chứ mà dặn đường dặn cứng lắm không. Ừ, vừa tay tôi cái này thôi, không cần thiết, nó chỉ là định vị ốc định vị thôi chứ không phải là cái con.
gỡ ra tốt nhất để tiêu cụm. Cụm chi tiết như vậy nhé. Em thấy mấy con một số máy mà nó bấm cái buôn là nó chặt cái này là bị chật đúng không? Hậu quả của việc mà tháo rỡ thường xuyên. Nút gì mở luôn hả? Hình như còn hai bạn đang đúng không? Dạng này để đi cùng đuối cái này nó nằm ở cái quay cùng để đây. Hình như đây nó có các bạn hai cái bạn hai cái. Đẩy ra nhé, coi cái tay này. Mình đẩy ra nhé, coi cái tay. Là đẩy. Thường là cái răng này nằm ở trên cái xin này, nó vậy mới đúng. Này là bước là vô vậy đúng. Cái đâu nó đúng rồi, nó không chấm nước vô không? Cái xin chấm nước. Rồi, ok anh em. Tổng chi tiết những cái phụ kiện mà nhỏ nhất của web. Đây, nó có những cái nào nhỏ nhất của này luôn nè. Đây là mình gỡ cái nhông, nhông phải không? Đi cạnh. Cái đó là cái gì vậy? Cái tẩy nhựa bò cũ thì mình để mình rung lâu, mình xịt trước xong mình rung rửa bằng cái chất tẩy rửa. Cái nhà lá vô. Ra mở nhanh hơn luôn. Mình chỉ tiết kim loại thôi nha. Mình chỉ nhổ được không? Không nên. Chỉ tiết kim loại mà mở bò nắp lâu ngày. Đang làm. Nó đã mở bò ra thôi, mình chạy nó nhanh thôi. Anh em có gì cứ họ cần hỗ trợ thì mình liên hệ cho mình. Đây, Facebook mình đây. Sau này mình sẽ nhận làm vệ sinh luôn. Và thêm một cái nữa đó, nếu mà anh em muốn coi trực tiếp cái máy mình lúc tháo ra vệ sinh như thế nào thì cứ báo trước cho mình. Nên đến coi. Hoặc là nếu mà anh em ở gần mình thì cứ lên tới đây liên hệ cho mình. Ngồi trực tiếp coi làm luôn cũng được, nó rất là dễ. Còn nếu mà những anh em ở xa thì cứ gửi cho mình. Và nếu cảm thấy mà muốn coi cái máy mình nó bị cái gì hoặc như thế nào thì nói luôn mình sẽ quay trực tiếp ra và mình nói luôn cho nó rất là dễ. Chỗ này là những cái nhông. Nếu chỉ biết bằng nhôm. Nếu mà anh em còn không thấy nữa, anh em gửi máy cho mình, viết cái giấy niêm phong lên, không? Là xong rồi tôi quay, tôi nói luôn cái máy nó quay. Mà tạm thời là cứ như vậy đi nha, tí nữa tính tiếp. Giờ ngồi chờ. Cái máy gì đó? Là bản của Spoon, cái quay. Máy đã quay. Sử dụng mỏ nền chỗ của mình tỷ máy đi. Mình đang sử dụng mỏ nền tại của Kateki. Ai biết mua mình tỷ hay mình tỷ không tỷ. Nhắn mình với anh chị mua tại Kateki đúng rồi. Ép cái dù nó hao là hao cái lúc nó cung ra. Này mình trong nếu mình ép ra chắc hồi nữa mình thấy được cái mở dơ với mở dơ sạch đúng không? Đấy ngay tại chỗ. Trên khu. Đây. Mở trên dành cái mở này là cái mở ép cái mở đạn dành ra nè em nè. Còn mở xin trong đi trắng hết nha. Cho nên cái này là chỉ để thôi, cái này phải bếp bỏ đi. Thế để coi thôi. Không làm gì được hết, nó đã dơ rồi không làm gì được. Rồi đây, ta lại nãy nó bay sao, giờ bay sao. Thắng tay đi, nãy cảm giác làm sao, giờ cảm giác làm sao. Cũng có mở rồi nó khác.
Các bạn là gì không? Hai cái nằm hai bên của cái các bạn đã quay rồi. Cái con này nằm cố định cái máy nằm ở cái giống cái micro gear này, cái nhau nhỏ. Nhắc lại cho cái này qua clip này nhắn luôn cho chỗ công ty mọi người bán ký không? Nhau quá nhau không? Này chắc chơi mở bò. Đó, này bán ký thì mua được. Ngon mấy độ luôn. Không đảo là được. Nó còn mấy còn sạch này. Này là quan trọng nhất nè. Cái gì? Cái này nó nằm ở cái cốt chính, cái cốt đang ngâm này. Nằm cái cốt mắt khi có thể quay, cốt nằm đây nè. Chỉ nè. Bạn đang nằm đây nè. Nhỏ. Cốt đẹp dữ. Đấy là quá trình mà mình mở kia mà làm máy cho anh em và mấy mình. Tất cả thì nó làm như vậy. Mình đặc biệt, nếu anh em ở gần đây, riêng dòng con web thì anh em cứ tới mình. Làm tận mắt, tận tay cho anh coi luôn. Rồi, ok anh em nhé. Quá trình chờ máy nó chạy nằm những đó một tí là chạy nào không bị ra tem thao nó bị ra oxy quá rồi ra cái đó nữa nhé quá trình chờ máy phun những cái chi tiết này thì đây mình cũng được của cái thằng giấy này đâu không dơ nữa đây nè anh em cái đó không phải là dơ nhưng mà đó là lúc mà anh em quay cái rắc máy đó nó kêu á thì hai cái miếng nó ma sát là cái dòng lớn cái một cái nó ở ngoài một cái ở trong nó cái này là nó ra cái miếng dơ lúc nãy á nó ra một cái chất dơ cái này nè đó cho nên là khuyến cáo anh em hạn chế cầm một máy quay chơi ép máy để nghe tiếng cắt chơi nha nó mòn nó không đúng điện thoại đúng vậy đó miếng carbon này nó ma sát cái này nó ma sát với cái dòng lớn à. Ra cái đen đó là cái miếng carbon nó mòn ra đấy như chị đã lúc tay rồi bắt đầu là cái ngày tới tháng nó mòn đi hết ăn kia hết để có công ty mới khác mà đợi lâu nữa gì hết mà được các đầu hãng nửa tháng tháng cái nhà khổng là như vậy á như cái này nè cái tiếng mình nghe nè cái này có gì nữa không qua đâu gì nữa em nghĩ là có không có vô chứ chưa chồng nó vô cái này nó không vô nó con chó mày con chó để ra con này bỏ vô luôn luôn này vô cái ống nấu kìa nấu muộn con mặn đúng không dạ hồi nãy mà đang quay thì cái máy hết pin nha anh em thì đây đây là cái mở mà cái con mà im nhất nãy giờ mình đặt đàn im nhất nãy giờ nhưng mà không ngờ là nó vô nhất nãy giờ cái con này là cái con mặt đàn này là ngay cái chỗ mà mấy anh em đây nè cái con lừa vô dây nè nó sẽ nằm được ngay chỗ này anh em cứ nghĩ là máy nó quay im quay mượt rồi chào Ben nó cứ nghĩ quay nó im nó ngược nó mượt đây là hai con hai mở mà nãy giờ mình đang làm cái con này nè là quay nó hơi kêu nè nhưng mà mở nó còn sạch nè còn cái con này là quay nó im nhất nè mà nó là dơ nhất nè đấy tiếp tục nhưng mà anh em cứ gần đây thì cứ chạy qua mình vì dòng con web nha tại vì đây không mình không có nhận làm nhưng mà chúng là mấy anh em chơi rồi bắt đầu làm cho anh em người chung sẽ xin chung kênh thôi thì bây giờ mấy anh em nào có nhu cầu mà cái dòng con web thì cứ gửi cho mình tại hiện tại bây giờ như thế nhờ anh hai con anh đi hai con là ba đúng không là năm em ba đó là tám thằng chung nữa là chín anh Việt anh ấy lòng anh này hai con là mười một con trong tem lắm rồi. Đây là những cái độ sau khi mà xong rồi. Đó mà đủ cái gì? Giờ lắp vô đúng không? Ừ.
Lúc cơm mồm. Nhà bánh bàn nhau luôn hả? Nhà bánh bàn nhau luôn hả? Đúng rồi, giờ xuống. Tiếng rất là nhỏ lên luôn. Cái miếng mỡ cho anh dính. Dính hết vô được không? Này là cái cốt tay quay phải không? Khi mà quay thì đẹp nè. Nào, thì quay vô nè. Số người sẽ nói là cái quét vô đây lãng phí, nhưng nó tệ quét lớp mỏng nên ăn nước được cũng được, nước đỡ ăn hơn. Chúng tôi nước phèn, nước mặn, mối cái ăn để lâu không phải ăn để ý, nước phèn để lâu cũng tan luôn. Chắc cuốn nên nó vừa là chống nước xâm nhập mà nó không hồi lúc nãy mình nó mặn chứ nó bôi trơn nó ra nó chống nước, mà nó lấy mấy cái mỏ đờ mà ép bạn cũ á, nó dơ rồi bỏ đi, bỏ luôn. Nó trong bình chấm là hoa mà ném ra ngoài là rác, rác thì nó nằm ở thùng rác. Cái video này mang tính chất là hỗ trợ mà cho anh em những anh em không ít tháo lắp mà hay tò mò nha, không có chức năng giáo dục, không có chức năng giáo dục vậy là ai chỉ ai, nhưng không có ngày cho không có ngày không dám chỉ, chỉ hỗ trợ cho anh em ít tháo. Video mang tính chia sẻ mà không anh thì thợ rồi chém luôn mà nhiều. cái này gọi là cây nhà lá vườn à, hôm nay mình muốn chuyên nghiệp lên hơn nữa thì cứ Nguyễn Bình Trị liên hệ, Nguyễn Bình Trị, Nguyễn Ngọc Thảo, mình thì mình làm Thảo hơn. Hôm nay nhưng mà mấy người đó thì làm nó lâu, tại nhận cái máy nó 10 bữa nửa tháng mới xong luôn. Tại vì tụi mấy người đó thì chuyên sửa với lại cái lượng máy nó nhiều, còn như mình thì mình nhớ nhà con này con ốc được nha. Ốc được hả? Dẫn được không? Ừ. Ốc được răng đi. Đây. Ui. Này nó ra cứng. Mình có làm cho anh em, mình nhận xong rồi cái bữa trước bữa sau mình làm liền. Nếu anh em gần á, nếu mà gần ở đây thì cứ cầm xuống mình làm xong giờ luôn, bỏ cái ship của điện chi cho mệt, mất công tốn thời gian. Nói chung chủ máy ở đây mình làm thì cũng yên tâm hơn. Sao rồi?
Ủa đâu có nữa hả? Để con tôm nó gửi không nhớ không? Gì cô? Ăn cơm chưa? Ăn cơm nước đâu liên quan tới mày. Vậy hỏi ăn cơm chưa? Ủa anh đi vô mấy bạn? Không đi được, không đi được. Có thằng em nó tốt vậy thôi muốn gì nữa. Ăn cơm nước, nó đi ăn cơm sang rồi. Có hút rồi mời. Không đâu à? Quán dơi đánh bình, dơi đánh tiền. Trong đó hả? Người ta ăn người ta đi đánh bình, người ta được xin nghỉ, người ta phép được. Thôi, người ta có điều kiện, người ta nghỉ phép thì cứ nghỉ đi. Mình không có điều kiện nghỉ phép. Người ta sẽ nghỉ phép, người ta ăn mừng rồi. Lại bên đây truyền hình rồi. Không được, được. Thôi đây mình nhậu ghê đó. Không nhậu được đâu. Cái gì nhậu ghê vậy? Thôi. Đi, nhậu. Thôi nhậu đi. Nhậu gì nhậu đi, người ta nhậu ngồi. Nhậu ngồi, muốn nhậu làm gì làm đi. Đây nhậu ngồi, nhậu đi. Không được. Dễ chạy mấy. Không được. Bám người. Không đi được. Mày không bị điện thoại quá. Gì đầu tuần rủ đi nhậu hết trơn rồi. Làm ăn gì chết rồi. Sao kìa, em đi đầu tuần rủ đi câu không đi luôn. Em nào nhờ luôn á. Nào nghỉ phép mà. Sửa nhà. Mình chỉ biết cái vô mở nền, vô mở, vô dầu thôi, có gì. Mình làm đồ nhà mình chắc cứu gì cứ vậy thôi. Một số dòng ý kiến nói là cho mở nền nhiều này kia nó nặng đấy. Định vị nó đã.
mà nền này nó không nặng lắm. Tương mình ít thôi, không phải nhiều đâu mà phải chơi sợ tương. Cái sợi này nó sẽ nặng. Nó an toàn. An toàn cho mình. An toàn cho đồ câu của mình. An toàn. Nó có dầu, nó có mỡ, nó vẫn hay hơn hậu thay là bị khô dầu, khô mỡ đúng không? Ừ. An toàn cho tài sản của mình. Mù quá này, phải đánh xuống. Lưỡi gà, cái dòng 101 con đồng nó có lưỡi gà. Lưỡi gà gắn đâu? Chim đây nè. Còn con từ 201 là nó tự nó lưỡi gà nó tự luôn. Trong khuôn máy nó có lưỡi gà luôn. Rồi 101 là cái chim 101 là con lưỡi gà này, lưỡi gà trời. Chim nó đây nè. Chặn lại nè. Này. Này. Ha. Chặn xe nè, xe nè. Là lưỡi gà nó chặn xe này cho chống quay cái này. Ừ, sọ lỗ này là cực nhất. Cực. Đối với mình tại mắt mình mùi giờ tìm lem anh em, còn mắt còn tinh tay còn tỏ, làm tự làm mấy mình chơi là sướng nhất, là cái phức tạp này kia là cũng không nói được ai, cũng không chữ thề được ai hết, thấy còn tỏ mắt còn tính bàn chuyện nhân tình đảo chẳng nhượng gì ai. Thôi cái máy chơi điện tử phải không? Thôi không mua đâu, mua thấy cái mắt quá à. Không phải là mắt mà con chơi được con tửng. Anh có tưởng tượng, tôi có nói sao không? Con chơi, con chơi. Em tính từ nãy em về em điện nó giờ sao không được, để tính để hoài cái đó thôi. Muốn luôn. Đó nó sao? Ừ. Ừ. Ok. Mình à, xin lỗi không? Không tiếc, đừng tiếc, nó này không tiếc. Quét mỏng thôi, mình dư mình quét mình bỏ. Đừng để cục cái áo như cục kẹo. Nghe thằng nhạc này nghe vô nó đánh bản quyền. YouTube bài quốc ca nó không dám đưa vô bản quyền, thứ gì nó không dám. Tại sao lại quét bên cây nào? Sao? Tại nãy mình rửa tẩy hết, nó còn lớp bảo vệ. Mất đâu vậy? Gì? Này các coi, đã quét cái này rồi thì không cần thiết quét này. Quét này rồi, đã quét này rồi. Nhớ cái chỗ này, nó ghim xuống đây. Thôi dốt vô không? Ừ. Có cái nó đẹp chưa? Nhìn giống con quá.
sao cầm được, cầm là bấm đâu được. To gì bé, to nếu mình nghĩ. Cái này mình có cần tôi nhanh lên không nè? Tại là giờ bay hết 2 mét. Tôi nhìn được biết. Hả? Cái này để chứ. Nhanh lên được 1.5 thôi. Nhìn tương quá. Qua đi tới nào qua đi mấy mày? Hả? 8 người rồi. Anh đóng quyền chắc luôn á. Bị trên lên. Bảy con đang đội lên nè.
cho sao đổi lên để khi cái star chưa sâu rắc á, ừ. Rẹt nó quay vô. À, nó cạy cái nó bay vô luôn. Ừ. Rồi chị làm cái gì vậy hả? Đó là buổi chiều mới về thăm phố phường vắng phải rồi gớm. Bây giờ ngoài lời bé Sofit 101 nha. Cái vì clip đánh giá so sánh giữa 101 mà ý 201 và 201G và 101. Tại vì cái con 102 con ở trên là cho có một xăng à, một vòng mỗi 1 cm à. Mà quýnh những cái dòng Minao quýnh chuyển á, những cái con mà chuyển của em á thì cái con 101 nó quay quay nhanh hơn con 201 đấy. Mình quan trọng con cá chứ không quan trọng con nhanh con chậm. Dạ, nói. Kết thúc video tại đây nha anh em, gì cũng sắp xong rồi. Còn có vô bản nền cái này miếng thôi đúng không? Em nói là xong rồi. Thì cái video này mình muốn gửi tới mấy anh em mà ít tháo á, những cái chi tiết nhỏ. Rồi nếu mà mấy anh em có nhu cầu về sinh máy, bây giờ mình tất cả về những cái dòng của kênh web 101 hay là 201 ít với đặc điểm gì cứ gửi cho mình. Nói chung giá thì cũng nó là ở đây thì mình cũng có xài một số dòng mỏ của Delton và Shimano. Thì nếu mà nói thì mình cũng có giá luôn, đồng giá luôn. Cái nó tiền máy thì cứ rơi vào 200-250 nhưng mình đa số chắc 200 nhiều hơn. Phí ship thì các anh em điều chỉnh cho tôi không chịu đâu nha. Rồi thêm một cái ưu ái nữa, thứ nhất nếu anh em nào gần mình, tại vì mình ở khu vực Bình Dương thì nếu anh em gần mình cứ alo cho mình bốc lịch, sắp xếp thời gian xuống đây coi luôn, mình làm liền luôn cho mấy anh em. Nhưng mà phải hẹn trước nha, hoặc là phải sắp xếp thời gian như này cho nó ổn tí, thì mình sẽ làm liền luôn cho anh em chứ không phải là mình lấy máy xong rồi mình chờ về hay này kia. Nào riêng cái dòng này thì mình nói chung là mình nếu mà anh em càng tốt, nếu mà càng tốt thì anh em cứ chạy xuống đây ngồi coi mình làm sẽ rất là dễ hơn, cũng được nữa, mình cũng vẫn thích như vậy hơn. Hay là gửi bù điện tới luôn. Đấy. Rồi ok anh em nhé. Nếu mà anh em có nhu cầu thì cứ gọi cho mình, cái số điện thoại mình có để trên Facebook hoặc là trên cái phần mô tả của YouTube, hoặc là anh em liên hệ trực tiếp với Facebook này nè nhé, Facebook của mình. Rồi ok nhé anh em.